Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 138 của bộ truyện Dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy và đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình ở dưới mỗi video. Và bây giờ để không mất thời gian Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ Dương Lăng và Dương Thận chắp tay tiễn Chu Nhượng Cận, sau đấy kẻ vai đi đến chỗ những khóm hoa cúc đang nở rộ dương lăng không kìm được lòng lên tiếng hỏi sao rồi lệnh tôn đại nhân thật sự đồng ý để cho ta giới thiệu ngươi vào làm quan cho triều đình hay sao thần sắc của dương thận cũng rất vui liền cúi người cười nói vâng tại hạ vốn cũng lo lắng dù gì thì gia phú cũng đã làm quan trong triều đình lâu như vậy làm như vậy khó tránh một vài hiểm nghi cũng không ngờ gia phụ lại hồi thư đồng ý nhanh đến như vậy còn bảo ta khi đã vào triều rồi thì phải biết giữ mình làm hết bổn phận không thể cậy vào quan hệ của phụ thân và đại nhân mà phủ hoa lỗ mãng được. Dương Lăng nghe xong liền mừng rỡ, mặc dù quan hệ giữa hắn và Dương Minh Hòa không xấu đi, thế nhưng từ khi Dương Đình Hòa vào làm chủ nội các vì chính kiến khác nhau, hơn nữa Dương Lăng phụng mệnh vẫn luôn đánh chân tay của ông ta, thế nên quan hệ của hai người cũng dần nhạt như nước. Nhất là sau khi Dương Nhất Thanh và Dương Thụ Nhân vào phe của Dương Lăng thì quan hệ giữa hai người lại càng thêm xa cách. Sau đấy Dương Lăng mới biết được quan hệ giữa Dương Đình Hòa với Dương Nhất Thanh trước giờ vẫn luôn không tốt. Mặc dù không đến mức như nước với lửa, thế nhưng thường ngày tuyệt đối không tới lui. Dương Nhất Thanh đã vào nhóm với Dương Lăng thì hắn cũng thành đối thủ ngầm với Dương Đình Hòa. Trên quan trường, rắc rối phức tạp, làm bạn với một người quan tâm đến một nhân tài cũng có thể tạo ra thù địch cho mình. Đúng là làm cho Dương Lăng thấy bất ngờ. Thế nhưng hắn rất hài lòng với biểu hiện của Dương Nhất Thanh về mặt quân sự Đại Đồng là cánh cửa môn hộ quan trọng mà quân Thất Đát xâm phạm Trung Nguyên. Phân hóa Thất Đát cũng cần quân coi giữ Đại Đồng, động thủ đúng lúc đúng thời cơ, tạo cho bọn họ cơ hội tốt nhất để phân liệt. Những chuyện này ngoài Dương Nhất Thanh thì Dương Lăng không tìm được người thứ hai. Huống hồ với thực lực hiện giờ của hắn phải trọng dụng một người cũng không cần quan tâm là người này thuộc phe nào, có những địch thủ nào. Nhưng đến lúc này, Dương Lăng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn là Dương Đình Hòa sẽ đồng ý để mình tiến cử Dương Thận. Thật không ngờ, Dương Đình Hòa lại cho phép người này đúng là nội cử, không tránh thân, rất công tư phân minh. Nhưng chuyện mà Dương Lăng không nghĩ đến là hành động này của Dương Đình Hòa hơn nữa không phải là vì con trai của mình mà là để cải thiện quan hệ với hắn. Hiện giờ trong kinh thành đi theo một phe ngày càng gian nan, người đã bị Lưu Cẩn chèn ép thì sẽ không ngóc đầu lên được. Phe phái của Dương Lăng từ khi hắn đi ra khỏi kinh thành, lên thành con rùa rụt cổ, Xếp đánh cũng không động đậy, không tham gia vào bất cứ chuyện gì. Dương Đình Hòa vốn chỉ mong phe phái của Dương Lăng sụp đổ, giờ mới hiểu sự cân bằng và kiềm chế của phe phái này. Thiếu nó, Lưu Cẩn ngang bướng đến mức nào? Phái Thanh Lưu chịu sự chèn ép, ông ta và Lý Đông Dương chính là thủ lĩnh của phái Thanh Lưu, chịu áp lực càng lớn, không chỉ chịu sự đả kích của ngoại bộ mà còn chịu sự công kích của bọn quan viên phục kích bất mãn ở trong nội bộ. Đến nỗi hai vị đại lão bây giờ ngày dài như năm, nghẹn cổ lên mong ngóng Dương Lăng mau chóng hồi kinh. Ngờ đâu rằng Dương Lăng đánh trận đến quên đường về, đánh xong Đông Dương lại đến Tây Dương, giờ là đánh với cả Đô Trưởng Man. Nhận được thư của con trai, Dương Đình Hòa tính đây là cơ hội tốt để xoa dịu mối quan hệ với Dương Lăng. Huống hồ biết con không như cha, con mình có tài cán, ông tự biết cũng không hổ thẹn với chức được tiến cử, thế nên liền hồi thư đồng ý. Dương Lăng không biết bên trong còn có chuyện này, có được người tài học xuất chúng như Dương Thận tương trợ, tất nhiên là hắn rất vui mừng. Dương Lăng vui vẻ nói. Hôm nay tham gia yến tiệc của Thục Vương, ta định sớm mai sẽ quay trở về Kinh Thành. Người có về cùng ta không? Dương Thận đáp. Thật sự là hột thén, tại hạ nhận được thư của gia phụ bèn vội vàng mà đến đây. Nếu bây giờ khởi hành còn có nhiều chuyện chưa nói với người nhà. Bổn ra họ hàng cùng các trưởng bối đều ở ba thục cá. Lần này đi đến Kinh Thành muốn quay lại một chuyến chắc sẽ khó khăn gấp bộ lần. Phải đi thăm hỏi mấy vị trưởng bối này một lượt rồi mới đi được. Ồ, vậy thì cũng không có gì trở ngại. Đợi ngươi làm xong chuyện riêng rồi mới về Kinh Thành cũng không muộn mà. Dù sao thì bổn quan quay về Kinh Thành. Thời gian này cũng sẽ khá bận biểu. Dương Lăng cười cười, không khỏi nhớ đến Trương Tổng Lưu Cẩn khiêm tốn hèn mọn. Thế nhưng lại có cái mặt cười đầy sát khí đấy. Quan viên cũng không được đi lại ở trong vườn cúc. Nhưng nhìn thấy Dương Lăng mặc áo bào, đai ngọc, có quen hay không thì cũng biết vị thanh niên trẻ tuổi này là khâm sai dương đại nhân nên đều hành lễ dương lăng thấy phiền liền vừa đi vừa nói chuyện hai người đi dần vào con đường nhỏ thực ra ở đây không còn đường nữa ngày thường trăm tỉa cũng không cẩn thận cho lắm cỏ trên mặt đất cắt tỉa không bằng phẳng dương thận đột nhiên dừng bước hỏi một cách kỳ quái là thế tử sao ấy lại ở đây vậy dương lăng nghe thấy thế liền nhìn theo chỉ thấy sau bụi cỏ lộ ra bóng dáng hai người hai người đang mặt đối mặt nói chuyện dưới bóng hoa cỏ thấp thoáng thấy đấy là một người con gái thân hình thon thả mặc áo hồng đứng nghiêng nhìn bóng hình đường cong mềm mại nhìn bộ dạng của nàng hình như đang đau khổ cầu xin chu nhượng hủ chu nhượng hủ lúc lúc lại gật đầu rồi lại lắc đầu thần thái rất nghiêm túc dương lăng thầm nghĩ nghe nói vị thế tử này không thích kỹ nữ đối nhân rất cẩn trọng thật không ngờ cũng có hồng nhan chi ký hắn không thích nhìn trộm người khác Dương Thận lại càng không thích gặp phải chuyện riêng tư của người khác. Hai người không hẹn mà gặp, cùng ra hiệu, tay rồi lặng lẽ quay người tránh đi. Đi được vài bước, Dương Lăng theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Chu Nhượng Hổ lắc đầu, hình như nói vài câu rất giận. Người con gái đấy vội vàng nắm lấy tay áo của y, nhưng Chu Nhượng Hổ lại hất mạnh một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Cô gái giật mình nhìn y, rời đi lau nước mắt rồi cũng quay người bước đi. Dương Lăng thấy vậy không khỏi âm thầm mà lắc đầu hey, Chỉ e tình cảm nam nữ dối rắm Đúng là hư danh hại người Chu Tân Hàn mang trên mình các đời thuộc vương Nhân hậu yêu dân Lấy lễ giáo giữ cái danh tốt đẹp của Tây Thủy Điều này chính là sự trói buộc trong các biện pháp chính trị của ông Vốn biết rõ man tộc ngày càng cản rỡ Sớm nên nghiêm trị gian đe Thế nhưng lại bình định thỏa hiệp Nuông chiều sinh hư suýt nữa là gây ra đại họa rồi Còn thế tử của thuộc vương thì sao đây Thân phận cao cưới năm thê bảy thiếp cũng chẳng có gì ghê gớm cả chỉ vì gia phong nghiêm ngặt vì tiếng tốt không hàm sắc đẹp kỹ nữ mà phụ lòng của mỹ nhân nữ nếu là ta thì dương lang lắc đầu thục vương là người giàu nhất trong các chư vương tài phúc thục vương nhất thiên hạ đến cả chi phí của hoàng thất hàng ngày ai cũng không bằng chỉ là có một số thứ phủ thục vương dùng được nhưng lại phạm điều cấm kỵ nên không dám dùng hôm nay nhìn không khí trong phủ thục vương Dương Lăng mới thật sự tin những lời đồn này. Hắn đã từng dùng ngữ yến ở trong kinh sư, cũng đã được hưởng sự khoản đãi cao quý nhất của phú hào thế gia ở Giang Nam. Nhưng so với thục vương thì quả thật là còn thua xa. Giàu có hào hoa hơn cả tiệc hoàng gia, khí thế hơn hẳn thế gia Giang Nam. Một lệnh của Tổng quản nội vụ, những thiếu nữ thục mình mặc áo gấm, đắt tiền, tư thái đẹp đẽ, duyên dáng xinh đẹp, cẩn thận dâng những đĩa vàng, bát ngọc, đựng món ăn lên, tỏi vàng, thịt ngọc, chõ phỉ thúy, đũa sủng, đũa sừng Môi tinh tinh gấu trắng Thịt lạc đà Tươi ướp nướng Đồ đựng Thức ăn Đều là cực phẩm ở các nơi Dương Lăng và Thục Vương là trung tâm của mọi người Trong người Thục Vương có bệnh Có thể ngồi cùng mọi người Đã là tốt lắm rồi Ông lấy trà thay rượu Cũng không ai dám kính rượu ông Thế tử và Chu Nhượng Cận Nhất ly thay cha đi mời khắp các bàn Còn các quan viên lại lần lượt đến kính rượu Dương Lăng Dù sao thì hôm nay Nói là mừng công rửa trần cho Dương Lăng làm được như thế này cũng là không tồi văn võ bá quan kính rượu là chuyện bình thường dương lăng chỉ nhấp môi một chút cũng không ai dám nói gì nhưng mấy thổ ti lão gia kia tuy bộ dạng vô cùng kính sợ hắn nhưng nhấc chén rượu lên thì lại thật lớn gan một chén uống không hết thì bọn họ mặt đỏ tía tay cũng không chịu rời đi may mà nội quản gia phủ thục vương làm việc chu đáo sớm đã liệu đến chuyện này nên chuẩn bị rượu gạo rất nhạt cho hắn nên hắn mới có thể chén nào cạn chén đấy làm mưa làm gió làm cho mấy lão gia thổ ti tay to mặt lớn kia mặt mày rạng rỡ đắc ý mà quay về mặc dù rượu gạo nhạt thế nhưng uống nhiều cũng có cảm giác ngất ngây có qua có lại mới tọa lòng nhau dương lăng cũng không thể không đứng dậy Mời các vị phương gia văn võ bá quan và các thủ lĩnh thổ ti được dương lăng kính rượu tất nhiên thế tử sẽ thay phụ thân uống văn võ bá quan cùng các thủ lĩnh thổ ti chắc chắn không dám chậm trễ đến lượt thắc mặt yên nhiên dương lăng không ngờ người đẹp kiều diễm thân hình mỏng manh yếu ớt như chỉ muốn nhảy trong lòng bàn tay của hắn như vậy lại có thể nâng ly ngọc uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh sau một hồi hắn cũng bóp mũi há hốc mồm cạn ly rượu của mình hình như hôm nay thục vương rất vui nói nhỏ với ba vị quận chủ ngồi cùng bàn thỉnh thoảng rồi lại vút dâu mỉm cười đến lúc mọi người đã chúc rượu được vài phần thục vương với mỉm cười đứng dậy chậm rãi nâng chắn lên mọi thứ trở lên yên tĩnh như một cơn sóng nhẹ lăn tăn lấy thục vương làm trung tâm nhanh chóng mà lan tỏa một bàn yên lặng làm cho những bàn rượu bên cạnh cảm thấy bất thường chỉ trong chốc lát tất cả quan viên đã để ý thấy thục vương đã đứng dậy vốn từ tụ tập nói chuyện riêng tư thành tiếng ồn lớn rồi dừng lại tất cả mọi người đều hướng về phía của ông hai huynh đệ chu nhượng cận đang ngồi rượu mọi người vội vàng quay về đứng phía sau của ông mọi quan viên không hẹn mà cùng đứng lên thế nhưng trong đại sảnh vẫn im lặng như tờ các vị đại nhân hôm nay bổn vương bày tiệc khoản đãi dương đại nhân nhân tiện mời luôn các quan viên các thổ ti đại nhân thần sĩ nổi tiếng của thành đô ta cùng với ba vị hoàng thân quận vương à, 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 à. tục ngữ có câu chọn ngày không bằng gặp ngày bổn vương vừa hay có tin vui tiện thế thông báo cho chư vị con trai nhượng hồ ông ta vừa mới nói đến đây liền có một gã tùy tùng từ cửa chạy vội vào bước chân lảo đảo sắc mặt thì trắng bệch trong đại sảnh yên tĩnh như tờ không ai động đậy Thế nên ngoài cửa xông vào một thị tỷ mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Thục Vương cũng ngừng nói, nhìn về phía thị tỳ kia. Thoạt nhìn thì thấy không có ấn tượng gì, phủ Thục Vương nhiều thị tỷ như vậy, hai năm nay ông lại tít ở trong cung, trong lòng cũng thế lạ, chỉ như mày nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Chưa được lệnh xông vào làm gì? Tính thanh quận vương vội vàng đứng lên nói <laughs> Vương huynh tha tối Đây là tùy tùng của tiểu phú Rồi ông ta khoát tay mau lùi xuống chả có quy tắc gì cả chạy đến đây làm cái gì thị tỷ kia nhìn có vẻ phần tư sắc chỉ là mặt mũi trắng nhợt dọa người nàng run giọng nói vương vương gia nhị tiểu thư cô ấy nói đến đây cô ta cũng không cầm được nữa mà kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống đất sắc mặt tinh thanh quận vương thay đổi nhíu mày nói mộng ly sao nó thì làm sao chẳng phải nó vẫn ở trong hậu cung với các vị vương phi và quận chủ hay sao xảy ra chuyện gì vậy nói mau thị tỷ kia lắp bắp thất sắc còn chưa kịp mở mồm thì trong hậu sảnh lại xông vào một người áo ngọc lụa là thân hình kiểu diễm chính là quận chúa chu tung nhi sắc mặt của cô cũng không khá hơn thị tỷ kia vừa bước vào cửa đã run rẩy mà kêu lên Phủ vương lục vương thúc cả à, mộng ly tỷ 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 ấy chết rồi cái gì thục vương kinh hãi tính thanh quận vương lảo đảo người suýt nữa ngã may mà chu nhượng cận nhanh tay nhanh mắt đỡ ông ta tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc ai nấy đều ngừng thở mà đứng nguyên. Thục Vương không dám tin, hỏi lại lần nữa. Còn còn nói cái gì? Mộng Ly con bé chết rồi sao? Vâng, vâng. Chu Tương Nhi rụt cổ lại nói, toàn thân run rẩy, cặp lông mi cong vút không ngừng rung động, nước mắt thì ngân ngấn. Chuyện gì vậy? Mau mau đi xem. Thục Vương để cho Chu Thế Tử dìu đi thất tha thất thểu đi về phía sau của đại sảnh. Chu Nhượng Cận dìu Tĩnh Thanh Quận Vương bước theo sau hai vị quận vương còn lại nhìn nhau ngơ ngác rồi cuối cùng cũng đứng dậy vội vàng mà bước theo sau các nữ quyến đang ở hậu uyển người ngoài không thể đi vào tính thanh quận vương đang dự tiệc mà ai nữ lại đột tử trong cung rút cục là đằng sau xảy ra chuyện gì là ai đã giết nàng đây chưa được sự cho phép của mấy quan viên đấy cũng không ai dám làm bừa đợi đến lúc người trong vương phủ đều đã đi hết mới túm năm tụ ba liếc mắt nhau xì xào và bàn tán địa vị của dương lăng cao quý hắn ngồi cùng bàn với thục vương mà bàn đó ngoài hắn ta ra toàn là hoàng thân quốc thích giờ mấy vị đều chạy đến hậu cung cả chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở đấy làm chủ bàn mộng ly nên gọi là chu mộng ly là con gái của tĩnh thanh quận vương còn gọi là nhị tiểu thư chắc chưa lấy chồng hơn nữa cho dù có gả đi rồi thì chắc cũng chưa phong hiệu dương lăng suy đoán không chỉ đến vậy cô nương này béo gầy cao thấp thế nào hoàn toàn không có khái niệm hắn nâng chén trà lên lời đến đầu môi dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng bỏ xuống hắn khẽ thở dài một tiếng mà thầm nghĩ ta có oan không đây ngày mai ta phải đi rồi mà cô nương đó ta vốn cũng không quen việc giết người này chắc chắn là không có liên quan gì đến ta cả dương lăng ta dường như đi đến đâu sao trội theo đến đấy hay sao hay ta thật oan quá mà đã qua hồi lâu đằng sau vang lên tiếng bước chân trong sảnh lập tức yên lặng tất cả mọi người đều nhìn về phía sau của đại sảnh chỉ thấy thế tử trước nhượng hủ mặt mày tái mét bước đến trước bàn trương ấn thái giám tổng quản nội vụ nói giọng thất thểu các vị đại nhân nhượng hủ thay phụ vương đến cảm tạ các vị đã qua phủ dự tiệc thế nhưng hiện giờ y hít một hơi thật dài rồi chắp tay nói hiện giờ trong phố xảy ra chuyện thật sự không tiến để tiếp đãi các vị nhượng hủ thay phụ vương tạ tội với các vị xin các vị đại nhân tạm thời quay về phủ cho chu nhượng hổ lại nói với dương lăng dương đại nhân cả án sát sứ đại nhân xin hãy dừng bước lại trong lúc gió cuốn mây trôi các vị quan viên rời tiệc như chiều xuống dương lăng cùng án sát sứ lục chính bước đến chỗ chu nhượng hổ chu nhượng hổ thi lễ với án sát sứ lục chính nói lục đại nhân ngài nắm giữ hình danh của ba thục này giờ hậu uyển vương phủ ta xảy ra án mạng người chết là nhị tiểu thư chu mộng ly của tĩnh thành quận vương hậu uyển không tiện cho nhiều người đi vào Xin đại nhân hãy cho hai bộ đầu đáng tin cấy Làm việc nhanh gọn đến đây Cùng đi đến phía sau Sư tổng quán Hãy dẫn đường cho lục đại nhân Lục chính thần sắc nghiêm nghị Giờ đi cùng tổng quản nội vụ Lúc này chu nhận cận mới quay sang dương lăng Về mặt có chút hoảng hốt thất thần Mở mồ một lúc lâu sau mới lên tiếng Dương đại nhân Trong lúc phụ vương kinh sợ Cơ thể cơ thể rất không tốt Ta đã cho gọi thái y đến khám rồi Hiện giờ hiện giờ hậu cung loạn hết cả lên ta còn phải nhanh chóng đi xử lý không thể đích thân đưa đại nhân hồi phú thật xin lỗi quá dương lăng thận trọng đáp lễ lại nói đâu có đâu có thế tử xin nén bi thương xin thế tử cứ chăm sóc phụ vương đi tiền chắc lục đại nhân sẽ tìm ra hung thủ bắt hắn đưa ra pháp luật trình trí chu nhượng cận nghe đến câu này sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hắn nói đại nhân nói phải. nói phải. Dương Lăng bùi ngùi nói Bổn quan Xin cáo tử tại đây Vốn định ngày mai sẽ khởi hành việc kinh sư Lại đến cáo tử Vương Gia sau Thế nhưng tình hình như ngày hôm nay thì Xin Thế Tử hãy quay về nói với Vương Gia một tiếng Dương Lăng sẽ không đến cuối giải nữa đâu Chu Nhượng Hổ Cúi thấp thi lễ nói Vâng xin cáo tử đại nhân tại đây vậy Mặc dù chuyện hôm nay không vui Thế nhưng cũng là một vụ hung án Sẽ có quan phủ địa phương xử lý Truy tìm hung thủ không ảnh hưởng đến việc đi lại của Dương Lăng. Dương Lăng động đến chuyện hồi kinh, nỗi nhớ nhà như cắt. Về đến hành dinh, liền dặn dò Lưu Đại Bổng Trùy đi thu dọn hành trang, chuẩn bị khởi hành về kinh. Tiệc tùng làm cho người hắn ám toàn đầy mùi rượu. Dương Lăng gọi người múc nước tắm rửa một lượt rồi mới thay thường phục, cầm dây trúc chậm rãi bước ra từ trong phòng tắm. Ngô Hán Siêu bước lên phía trước nói: bẩm đại nhân dương thận với cát phan hoa tây nói có chuyện phải gặp mặt bẩm báo với đại nhân đã đợi ngài trong thư phòng hồi lâu rồi ồ oh. dương lăng thấy có chút kỳ lạ hắn gật gật đầu mang đôi giày trúc vào lẹp xà lẹp xẹp đi đến phòng khách nhìn thấy hai người không ngồi mà đang xoa tay nhíu mày đi lại ở trong phòng hắn không khỏi bật cười ha hả nói sao vậy cha của ta không uống nổi hay sao sao hai người đều không đồng đến gì cả vậy đại nhân Dương Thận vui mừng, mừng rỡ kêu lên. Còn Cát Phan Hoa Tây kích động, xông tới cầm hai vai của hắn nói: Dương đại nhân, ngài là khâm sai, ngài, ngài rất biết đánh trận, ngài nhất định là có thể cứu huynh ấy mà. Chỉ xin đại nhân cứu lấy huynh ấy. Dương Lang nghe chẳng hiểu chuyện gì, Lên hỏi lại: Cát Phan Hoa Tây huynh đệ muốn ta cứu ai vậy? Dương Thận đẩy Cát Phan Hoa Tây ra, rồi vội vàng nói: Đại nhân. Hậu Uyển Vương phủ xây ra án mạng, ai nữ của thục vương quận chú là chú mộng ly tiểu thư bị người ta bóp cổ chết trong hoa viên vương gia chạy nhanh đi xem xét thì thấy trong tay của cô ta nắm chặt một miếng ngọc miếng ngọc đấy miếng ngọc đấy chính là vật theo người của nhượng cận huynh sao không thể nào võ công của chú nhượng cận ta đã từng thấy qua rồi nếu như muốn giết một cô gái yếu đuối chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến nỗi bị người ta giật bứt miếng ngọc bối ở trên người mà lại không biết thế sao rõ ràng là chú cũ dựng chuyện hãm hại mà Dương Lăng quả quyết nói Dương Thận dậm chân Đúng là trò cũ Nên mới có hiệu quả Chu Mộng Ly chết trong hậu cung của phủ thục vương Đấy là nơi người ngoài không vào được Cô ta bị bóp cổ đến chết ở đấy Thì hung thủ chắc chắn là người của phủ thục vương rồi Trước mắt bao nhiêu người Mà trong tay nạn nhân lại có một miếng ngọc bội Theo người của Trung Nhận Cấn Thì tĩnh thanh quận vương sẽ nghĩ như thế nào Người mang nỗi đau mất con gái Chỉ muốn lấy mạng đổi mạng Mà nhất là lúc này ông ta có đủ bình tĩnh mà nghĩ đến những nghi điểm bên trong hay sao? Không bắt nhận cận huynh thì vương gia phải ăn nói với tinh thanh quận vương thế nào đây? Ồ, nói như vậy thì những cận huynh đã bị bắt rồi hay sao? Thế còn bộ khoái tuần kiểm của án sắt ti đâu? Lục đại nhân thì nói như thế nào? Bữa tiệc ngày hôm nay trong hoa viên thỉnh thoáng lại có người đi lái để giết người mà không bị phát hiện phải tiến hành trong thời gian ngắn ắt phải là thân thủ cao siêu mới có thể giết người trong nháy mắt mà không gây ra tiếng động được hơn nữa, người này có thể dẫn nhị tiểu thư và sau hoa viên lâm phố thì không chỉ là người cô quen biết mà địa vị thân phận cũng phải là tương đương. Thế nên người bị tình nghi cũng chỉ ít nói có mấy người. Trong tay cô ta lại nắm chặt miếng ngọc bội của nhị vương tứ. án sát sư ti cũng đâu dám gỡ tội thầy huynh ấy đâu. Giờ đã bắt người giam vào đại lao rồi. Lúc này, cát văn ở tây mới nói chen vào. May mà bị giam vào đại lao, nếu không thì huynh ấy chắc bị vương gia chém cho một đao rồi bọn ta cũng là nghe lưu phu nhân mẫu thân của nhượng cận huynh nói trên người tiểu thư mộng ly tìm thấy miếng ngọc bội nhượng cận huynh nhưng bị điên lên chỉ hét lớn có người hại ta không phải ta làm kiếm đâm vào trước ngực cũng không biết tránh là thế tử liều mạng giữ lấy tay của vương gia mới cứu được mạng cho huynh ấy kìa dương thận tiếp tục nói muốn nghĩ cho huynh vô tội thì đơn giản nhưng muốn gỡ tội cho huynh ấy thì lại khó càng thêm khó đại nhân tài trí hơn người hơn nữa với thân phận của ngài, thì nói một lời mà ai không dám suy nghĩ đấy, đại nhân. tại hạ và các phan ngõ tây dám lấy đầu đảm bảo, chu nhượng cận huynh không phải là kẻ tàn ác tiểu nhân, xin đại nhân ra tay cứu giúp cho. dương lăng im lặng ngồi trên ghế, đầu óc lộn xộn gật đầu. đây là con người muốn giết quận chúa, để chuyển mục tiêu nên mới giã họa cho chu nhượng Cấn. hay vốn là vì muốn giã họa cho chu nhượng Cấn nên mới giết người đấy. đáng tiếc là hai người dưng thận bọn họ không nói ra chút gì của giá trị. Thế thì hắn phải suy đoán từ đâu đây Nhưng Chu Nhượng Cận biết công phu Tính tình nhân phẩm Mấy ngày nay qua lại Dương Lăng đã xem như bạn Sao hắn có thể ngồi nhìn Không quản mà cứ thế rời đi cho được Lúc này Lưu Đại Bồng Chùy kích động Chạy tới kêu lên Đại nhân ngày mai ngày khởi hành Mặc áo quan hay áo thường đây Y phục không dùng đến tiểu nhân sẽ có lại Dương Lăng thở dài uể hoài vẫy tay mà nói Gói cái gì chứ Gỡ bao ra đi Bồn quan ngày mai không đi nữa một đội quân binh hộ tống một cái kiệu lớn lục đỉnh tám người khiêng đi đến trước cửa nha môn án sát ti đám quân binh này đều là do lăng binh giả dạng nhưng lại mang theo mình những phát đao thượng hạng bậc nhất xem chừng không giống như thổ ti và dân tráng cho lắm một đội ngũ độc đáo đến như vậy nhìn khắp cả thành này mà xem chỉ có không sai dương chấm đầu khét tiếng mới độc quyền có được trở thành một hình ảnh nhận diện thương hiệu nhưng vị dương đại nhân vô tội này hiện tại đã nghiêm nhiên bị công nhận là một dương sao chổi đen đủi cũng khó trách được dư luận trước giờ gia tộc thuộc vương đâu có lúc nào xảy ra nhiều chuyện đến như vậy nhưng dương lăng mới vừa đặt chân đến tứ xuyên thế tử bèn trở thành con tin nằm trong tay đô trưởng man tiếp ngay theo đó thì tiểu quận chúa chu tưng nhi người chuẩn bị được tấn phong thành công chúa suýt chút nữa bị thiệt mạng ở trong tay của thích khách phải vất vả lắm vì đại nhân này mới quyết định khởi giá hồi kinh văn võ bá quan của thành đô đều lén lút vui mừng đắc ý chạy tới chạy lui báo tin cho nhau, phấn khích đến tham gia bữa tiệc chúc tụng, đồng thời cũng tiến biệt Dương Lại Nhân. Kết quả, Huyền Đi Công Tử Chu Nhượng Cận được lão bách tính của ba thục tôn sưng là đệ nhất tuấn tài, lại trở thành tội phạm giết người. Không phải hắn là sao chổi thì còn ai vào đây nữa đây? Nghe nói khâm sai đại thần Quang Lâm, án sát sứ đại thần, dẫn theo quan viên của các bộ phận như trưởng hình, lý hình, đại dịch, tập sự ra đón tận cửa. Dương Lang đột nhiên vĩnh thăm nhưng người của án sát ti có mặt đông đủ đến như vậy, hiển nhiên không phải là đợi hắn. Có án mạng xảy ra trong phủ Thục Vương, nghi phạm lại là con trai của Thục Vương. Lục đại nhân đương nhiên là phải tụ tập tất cả thuộc hạ, thông ngày thông đêm chuẩn bị phá án. Triều đình Đại Minh ngoại trừ 7 tỉnh phía Nam, 6 tỉnh phía Bắc trực thuộc ra, thì khắp các 13 tỉnh còn lại đều thành lập đề hình án sát sứ ti. Xét về địa vị thì ngang hàng với thừa tuyên bố chính sứ ti, nhưng phẩm bậc của án sát sứ ti lại thấp hơn một bậc so với bố chính sứ là quan chính tam phẩm, phía dưới còn vài vị phó sứ tứ phẩm và thêm sự ngũ phẩm. Lúc này tất cả bọn họ đều đã tề tựu đông đủ ở cửa lớn nghênh đón tiếp giá. Hạ quan hân hạnh được gặp khâm sai đại nhân. Đại nhân ngài có chuyện gì quan trọng thì chỉ cần sai người gửi thư đến là được, hạ quan nhất định sẽ đến tận phủ để cho ngài hỏi chuyện mà, sao lại dám để cho đích thân khâm sai đại nhân hạ giá tới đây như vậy cơ chứ? Lục chính nét mặt tươi cười vui vẻ Chấp tay hành lễ Đằng sau lưng của y là một đám quan viên Cũng đang cúi không người hành lễ Bộ dạng tựa như một lũ khỉ đói Chờ mồi vậy Dương lăng cười nói Lục đại nhân công vụ bận rộn Ngày hôm nay có chuyện lớn đến như vậy Xảy ra ở Thục Vương phủ. Thiệt nghĩ đại nhân át hẳn bận rộn hơn rất nhiều Dường như là bổn quan đã làm phiền đến các vị đại nhân ngài rồi Dương lăng nói đến đó Bèn ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp Bổn quan tới đây thăm hỏi Nói là chuyện công Thế nhưng cũng là chuyện riêng Không dám phiền hà đến nhiều các vị đại nhân như vậy Lục đại nhân À ừ, vâng 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 Đúng đúng vậy hạ quan Hiếu Nghe nói khâm sai đại nhân đại giá Nên quan lại hạp Phú Đương nhiên đều phải ra cửa nghênh đón mà Đại nhân xin mời ngài vào bên trong Có chuyện gì thì chúng ta vào trong thư phòng Bàn bạc nói chuyện riêng vậy Lục chính hiểu ý Vội vàng liền giải thích Dương Lăng bước qua cửa nha môn của án sát sứ Đi theo lục chính vào trong thư phòng Chủ khách vừa ngồi vào chỗ, Dương Lăng đi thẳng vào câu chuyện luôn. Lục đại nhân, quý phủ có án mạng xảy ra, theo lẽ thường thì bổn quan không nên can thiệp vào, nhưng hoàng thượng có lệnh cho bổn quan tuần thú thiên hạ, thăm hỏi tình hình quân chính pháp luật, nắm bắt được dân tỉnh thế thái. Này con trai của phiên vương giết hại con gái của quận vương, một vụ án đến như vậy không thể được coi là hành hành sự thông thường được. Chính vì thế nên bổn quan mạo muội đến đây để thăm hỏi tình hình cụ thể ra sao. Mong đại nhân ngài đừng cảm thấy phiền. Cái này không giấu gì đại nhân Hạ quan cũng vừa mới phái người đi điều tra tình hình vụ án Vẫn chưa có được đổi mối gì cả Quả thực quả thực là không có gì Để bẩm báo với đại nhân cả Lục chính khó nhọc Thành thật trình bày Dương Lăng cười nói Đại nhân Ngài hiểu lầm ý của ta rồi Bổn quan tuy là quan khâm sai Thế nhưng đối với vụ án này Ta không phải là nguyên cáo Cũng không có thân thích gì với bị cáo cả Chỉ là vụ án lần này Có liên quan đến hai vị hoàng thân bổn quan tới đây vô tình biết được chuyện này thì ít nhiều cũng nên tìm hiểu một số tình tiết kìa nếu không chuyện này chuyển đến kinh thành hoàng thượng biết được hỏi đến hỏi câu nào ta cũng không biết được câu trả lời để đáp lại thì há chẳng phải là chuyện cười giữa chiều rồi hay sao bổn quan không có ý can dự vào vụ án này lục đại nhân trông ngài có vẻ khó khăn như vậy thật tình ngài cho rằng bổn quan là tụng côn tới đây để tìm cớ đắc lợi hay sao nghe dương lăng nói như vậy lục chính không khỏi giật mình sợ hãi vội vàng lật đật đứng dậy chắp tay hành lễ mà đáp lại đại nhân đại nhân ngài ngài nặng lời rồi hạ quan đâu dám hạ quan sao dám nghĩ như vậy thực sự là những thông tin nắm bắt được quá hạn hạ quan chưa rõ hết được sự tình của vụ án này không dám trả lời cho đại nhân ngài nếu như không sai đại nhân muốn biết tình hình vụ án thì hạ quan xin được bẩm báo lại rành rọt từng điều một cho ngài biết được vậy tụng côn chính là từ dùng để chỉ thầy thư kiện từ xưa đã bị xã hội coi thường bị quan phủ cho là kẻ đồng phạm Luật nhà đường có quy định những người bao biện cho tội phạm một khi bắt được sẽ chịu 50 roi. Nếu như giúp chúng bản mưu tính kế thì tội nặng thêm một cấp, ngồi tù 3 năm. Ở thể tống, hình phạt còn nặng hơn nữa. Mỗi lần trước khi nha môn kết án thì gần như đều phải giải quyết xong tụng côn trước đã. Rồi đến Minh Triều, đến lượt tên trẻ châu Chu Trọng Bát lên nắm quyền lại càng cho rằng thể cãi là những kẻ cầm đầu gây chuyện thị phi. Cho rằng nếu như trên thế gian này không có đám người đó thì quan phủ nha môn sẽ không cần phải tồn tại. Khi quan phủ nhận được cáo trạng của dân chúng, việc đầu tiên là phải biến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, cố gắng đơn giản hóa tất cả mọi việc. Ngược lại, đám thể cãi đó lại viết cáo trạng, đưa ra các chủ ý, vậy há chẳng phải là đám phần tử chuyên gây rối cho triều đình hay sao? Chính vì thế, nên đám thể cãi không phải là muốn nói bọn họ có tài ăn nói, ngôn ngữ sắc bén tựa đao kiếm mà muốn ám chỉ rằng những người này khi đại diện cho ai đấy chỉ cần để cho quan phủ biết được thì bất luận là lý do gì đi chăng nữa cũng đều bị ăn đòn một trận thê thảm. Khi xưa, Dương Lăng giúp Mã Ngang đi thư kiện, nếu như không phải Mã Dịch Thừa vốn dĩ đã là quan, Mẫn Chi Huyện lại là một kẻ mù pháp luật, Dương Lăng lên cung đường, nhân chứng thì không làm cho tốt, lại đi khuyên bảo gợi ý, gợi ý kiến cho những người khác, đó quả thật là muốn ăn đòn. Lúc này Dương Lăng tự cho mình là thể cãi, hiển nhiên là vì đang vô cùng tức giận, thái độ dấu diếm của Lục Chính. Với quyền thế như hắn, Lục Chính nào dám đắc tội? biết rõ là dương lăng đang cậy thế bắt tạt mình thế nhưng lục chính cũng chỉ đành ngậm miệng nói những câu trái với lòng mình lục chính kêu người dân trà lúc này mới trầm giọng nói tình hình hiện tại thì đại nhân ngài cũng đã biết rồi hạ quan cũng là sau khi thu nhận được hai bồ đầu có kinh nghiệm dặn dày mới đi đến hậu cùng xem xét tình hình diễn biến cụ thể những gì mà hạ quan biết được hoặc là do thăm dò những người có liên quan hoặc là do tin tức tình báo từ các bồ đầu trong phủ mà có được dương lăng gật đầu nói Điều này bổn quan đã rõ Mời ngài cứ tiếp tục nói đi Lục chính tiếp tục Lúc đấy đại sảnh phía trước bày tịch diệu Các vương phi và trắc phi ở hậu cung cũng bày tiệc Khoản đãi các vị hoàng thân quốc thích Thừa bình quận vương phi Huệ bình quận vương phi Và thứ nữ của tĩnh thanh quận vương đều là khách mời Của bữa tiệc này Còn có cả một số phu nhân của các vị văn võ đại thần Và phu nhân của các thủ lĩnh thổ ti Phu nhân của hạ quan lúc đấy cũng có mặt tại bữa tiệc Lục chính ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục vì lúc đó có quá nhiều khách Quận chúa bận trang điểm nên ra hơi muộn Các vị trưởng bối đều đã an tọa cả. Cô nương chu mộng lý Thấy thật nhàm chán bèn một mình đi dạo trong hoa viên Gã tiếp tục bổ sung thêm Lưu phu nhân chắc thất của thục vương Cũng chính là mẹ ruột của nhị vương tử Là chị em với tính thanh quận vương phi Quan hệ của hai người đấy vô cùng thân thiết Nên sau khi tính thanh quận vương phi qua đời Thì chú cô nương lại thường xuyên ghé lui thục vương phủ Coi đó như là nhà của mình vậy nên việc nàng ấy tự do một mình đi lại trong hoa viên đã chẳng có gì là lá hạ quan tra hỏi đám nô tỳ phục dịch ở hậu viện lúc đấy thì được biết bọn chúng ra vào tấp nập từ tiện phòng đến sảnh hoa có biết bao nhiêu là người đi qua đi lái gần như ai cũng nhìn thấy chu cô nương đứng bên hồ soi bóng chẳng nói câu nào cả dường như có vẻ không được vui sau đấy thì không nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy đâu nữa mọi người đều không để ý đến nhiều đến khi tiệc rượu chính thức bắt đầu các vị vương phi mới phát hiện ra là chu cô nương vẫn chưa về Lúc này thì quận chúa cũng mới đến, bèn ngay lập tức đi tìm chú cô nương. Kết quả là một thị nữ đã tìm thấy thi thể của chú cô nương ở bên trong bụi hoa cúc đằng sau hồ. Nói đến đấy, lục chính lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp. Đám bụi hoa cúc đó cao chừng nửa thân người thôi, mà ôm um tùm ngay đằng sau bụi cây xanh rậm ở bên hồ. Chú cô nương bị hung thủ cắt mất hóng, vứt vào trong bụi hoa cúc ấy. Nằm ngẩng đầu, khuất vào trong đám bụi hoa, đẻ lên khóm hoa ở giữa. Thế nhưng nếu không lại gần thì không thể nhìn thấy được. Lục chính hít vào một hơi thật dài rồi tiếp tục. Nếu như hùng thú dụ nàng ấy đến chỗ khác giết chết thì chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm để cho người khác biết được mà lại mang thi thể của chú cô nương về giấu trong bụi hoa cúc đấy. Bởi vì khu vực đó không thích hợp để che giấu người. Chính vì vậy nên theo lý thuyết thì đó chính là hiện trường vụ án giết người rồi. Thi thể của cô ấy được giấu bên trong bụi hoa cúc kia cách đường đi một trường. Những bụi hoa cúc xung quanh lại không có phát hiện bị đè nát nên chắc hẳn là không phải do người di chuyển thi thể từ chỗ khác tới rồi mà sau khi hung thủ hành án xong thì vứt luôn xác nạn nhân vào chỗ đấy từ vị trí của thi thể thì có thể thấy được hung thủ chắc hẳn đã đứng bên trong rừng rậm ở khu vực đó có cây um tùm nếu như không đứng ở vị trí đối diện hồ nước hơn nữa nếu không cố ý nhìn thẳng và trong bụi rậm bằng không sẽ không phát hiện ra được có người đang đứng ở đó đâu tuy chú cô nương thân hình mảnh mai thế nhưng dáng người cao lớn như vậy chỉ ít cân nặng cũng phải tầm 50 kg hung thủ có thể nhanh chóng giết người rồi vứt xác vào bụi rậm xa đến như vậy là một việc mà người thông thường không thể làm được. Theo suy đoán đấy thì đám nô tỳ và nữ cận trong hậu cung của vương phủ dường như chẳng có mấy người là nghi phạm. Hạ quan đã tra hỏi kỹ lưỡng đám môn cấm thì được biết những người ra vào hậu cung trong khoảng thời gian đấy. Lục chính nói đến đấy bèn dâng một tờ giấy lên cho Dương Lăng rồi nói Xin mời đại nhân xem ngoại trừ đám tỷ nữ trong hậu cung ra thì tổng cộng có 13 người ra vào hậu cung trong thời điểm đấy bao gồm có thế tử nhị vương tử trưởng ấn thái giám nội vụ tổng quán sáu tên hoạn quan vận chuyển qua mừng yên nhiên cô nương con gái yêu của tiểu kim xuyên thắc bát thổ ti và đường gia sơn thủ lĩnh thị vệ vương phú theo những gì hạ quan điều tra được thì trong số những người này chỉ có thế tử nhị vương tử và đường gia sơn là biết võ công thôi Dương Lăng nghe xong thì cảm thấy vô cùng bất ngờ Thất thanh nói Sao? Thế tử cũng biết võ công ư Chu Nhượng Hổ thường ngày lễ độ nho nhã Hành xử điềm tĩnh Chưa từng để lộ ra bản thân biết võ công Cũng chẳng trách khiến cho Dương Lăng cảm thấy kinh ngạc Lục chính hơi ngây người Rồi sau đấy cười nói Thế tử bị người ta bắt cóc làm con tin Rồi lại lần trốn trong kiểu ti thành Không dám xuất hiện chính vì thế nên đại nhân cho rằng thế tử là một nho sinh nhu nhược yếu ớt có đúng không nào <laughs> võ công của một người nào đâu có tác dụng gì trong thiên quân vận mã đâu khi ở trong ổ địch thì nội công có cao đến mấy thì cũng đành tạm thời ẩn nhẫn nhẫn nhịn mà thôi con cháu của thuộc vương gia trước này luôn ôn văn luyện võ thế tử thuần thục cái ngựa bắn tên võ nghệ cao cường chỉ có điều thân phận thế tử cao quý tập võ chỉ đề rèn luyện thân thể không muốn thể hiện kỹ thuật của kẻ thất phu Thông thường trước mặt người khác mà thôi Thời đại này trọng văn khinh võ Một tú tài nếu như có tinh thông võ nghệ Thì cũng đành thể hiện trước mọi người Một bài thơ chẳng có gì là lạ là đặc sắc Còn hơn là phải thẹn thùng biểu diễn tài năng võ nghệ của mình Hơn nữa lại còn đường đường là một thế tử trí tôn nư Dương Lăng bất giác gật đầu công nhận Lục chính nói Thế tử địa vị tôn quý Thế nhưng sự việc lần này liên quan đến vụ án giết người hạ quan cũng không dám lơ là chút nào cả nên cũng liệt ngài ấy vào trong danh sách nghi phạm trong số ba người đó tuy đường thị vệ là có bản lĩnh hành án nhưng với thân phận đặc biệt đấy gã không thể dễ dàng gì mà có được lý do để khiến cho chú cô nương hạ mình đi theo sau gã đến rừng nói chuyện được trừ phi trừ phi đường ra sơn đi đến bên hồ nước nhìn thấy chú cô nương Giờ bèn không nói lời nào kéo nàng ấy vào trong rừng ra tay sát hại rồi vứt xác kìa giết người thì phải có động cơ chỉ là một võ quan trong vương phủ đâu có thể gây thủ chốc quán với thiên kim tiểu thư thân phận cao quý như con gái của quận vương là cháu gái của thục vương được đấy hơn nữa theo như thuộc hạ điều tra được thì đường thị vệ là quan thanh niêm trung thành tận tụy với công việc không tham tài cũng chẳng háo sắc đâu vương gia và vương phi ban thưởng gã đều phân phát cho anh em thị vệ chưa từng có hành động trêu đùa bỗn cợt với đám tỷ nữ xinh đẹp trong cung thậm chí có cung nữ còn chủ động trêu gọi đừng ra sơn gã cũng chỉ mặt đỏ tía tai không nói gì mà lần tránh kìa Hey, người này không giỏi ăn nói Vừa thật thà lại vừa chất phác Khả năng hành án của gã là thấp nhất kìa Lục chính nói đến đấy Thì ngưng lại một lúc rồi tiếp tục Với thân phận của thế tử Cộng thêm mối quan hệ thân thiết ruột thịt Với chu cô nương Thì nếu như lừa dụ nàng ấy vào trong rừng Rồi giết chết thì cũng là việc có thể làm được Nhưng vì sao thế tử phải làm như vậy đấy Thế tử đương nhiên phải biết hôm nay là ngày vương gia nhường vị Sau khi bữa tiệc ngày hôm nay kết thúc Tuy rằng thánh chỉ của hoàng thượng chưa chuyển đến Thế nhưng trên thực tế thì ngày ấy Đó là ba thục chi vương rồi Mà cho dù có ân thù gì đi chăng nữa Thì khi thế tử lên làm vương gia rồi Há chẳng phải giải quyết càng dễ dàng hơn hay sao Tới lúc đó cho dù điều tra ra Được động cơ giết người của ngày ấy Cũng có chiếu mệnh của hoàng thượng Cũng không có người bắt ngày ấy về quy án Hơn nữa cứ cho là hoàng thượng biết được Thì cũng lắm cũng chỉ bãi chức giam lỏng ấy mà thôi Không lẽ nào lại bắt vương gia phải đền mạng Ngày ấy có lý do gì để mà buộc phải giết người vứt xác làm hỏng đại sự của bản thân mình đấy. Dương Lang cười buồn bực mà đáp lại. vậy thì nhị vương tử có lý do gì để giết người sao? không không có không có lý do gì cả. thế nhưng lại có chứng cứ kìa. Dương Lang không khỏi kinh ngạc. trong lòng hắn vốn đã có những băn khoăn về việc can dự ti pháp. theo tình hình hiện tại thì Chu Nhượng cận quả thực là người đáng nghi nhất ở đây. lẽ nào lại bất chấp đạo lý ép lục chính phải thằng người hay sao? hơn nữa nạn nhân không phải là người bình thường, con gái của quận vương chết một cách ly kỳ ở trong phương phủ. chuyện này ai có đủ khả năng khống chế được đây? cho dù có dương lăng thì e rằng cũng chẳng thể làm gì được. lưu chính lại nói tiếp. sau khi chu cô nương bị sát hại, hai mắt mở trừng trừng, sắc mặt thì lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như đến lúc chết đi vẫn không thể tin rằng hung thú lại có thể ra tay sát hại tính mạng của mình vậy. bộ đầu trong bồn phủ khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra tay phải của nàng ấy nắm thật chặt, dường như đang cầm trong tay một vật gì đấy phải tốn biết bao nhiêu công sức thậm chí là bẻ gãy cả ngón tay của chú cô nương mới có thể lấy ra được miếng ngọc bội mà nàng ấy đang cầm trong tay nếu như nó là tạo vật chứng giả để gá tội thì không thể nào sau khi sát hại đối phương xong hung thủ có thể nhét miếng ngọc bội vào trong tay của nạn nhân một cách chặt kín như vậy được dương lang bất giác cười khan lên một tiếng với khả năng võ công như của nhị vương tử lẽ nào sau khi sát hại một người con gái là có thể để rơi tín vật của mình hay sao Lục đại nhân từ từ chậm rãi mà nói Đại nhân Võ công giói không phải có thể giải quyết được Tất cả mọi chuyện Nhị thiếu chủ của di lạc tà giáo Nếu như xét về võ công thì há chẳng phải Là mạnh gấp 10 lần so với đại nhân ngài hay sao Vậy mà đại nhân tuy bị trói trên chiếc cốt Vẫn có thể làm cho tên tà, tà giáo ác nhân đó Bị trọng thương đó hay thôi Lục đại nhân chậm rãi Từ từ mà nói Đại nhân Võ công giói không phải là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện đâu. Nhị thiếu chủ của Di Lạc Tà Giáo, nếu như xét về võ công thì há chẳng phải là mạnh gấp hơn 10 lần so với đại nhân ngài hay sao? Vậy mà đại nhân tuy bị trói trên chiếc cột, vẫn có thể làm cho tên tà giáo ác nhân đó bị trọng thương đó thôi. Chính vì không có bằng chứng cụ thể, nên hạ quan mới không dám nhận định nhị vương tử là hung thủ giết người, mà chỉ dám cho ngài ấy vào trong diện tình nghi. Nhưng để thoát tội thì không nhất thiết có thể ỉ lại vào thân thế võ công cao cường được. Chu cô nương dù sao đi chăng nữa cũng là họ hàng thân thiết của ngài ấy. Hơn nữa trong quãng thời gian đấy có thể có người đi ngang qua khu vực gây án. Nếu như nhị vương gia vì một lý do nào đấy mà chối dậy ý định giết người thì nhất định tâm trí sẽ trở nên hoảng loạn. Còn nếu như trong lúc vật lộn, chu cô nương thành được miếng ngọc bội ở lưng của ngài ấy thì cũng chưa chắc nhị vương tử đã có thể phát hiện ra ngay được. Luyện võ công thì tai nghe được 6 lỗ, mắt nhìn được 8 phương, nhưng điều đấy vốn chỉ là cách nói cường hóa, cường điệu. Trong tình cảnh vội vàng gấp gáp thì mắt tính, tài thính cũng chẳng là cái gì cả. Dương Lăng hít vào một hơi thật dài, nhất thời không có câu nào có thể đáp lại. Nếu như không phải cùng sống với Chu nhận cận hơn một tháng trong doanh trại, hoàn toàn hiểu rõ về nhân phẩm và tính cách của con người này, thì cho dù là chính bản thân Dương Lăng có đích thân là án sát xứ, thụ lý vụ án này cũng chẳng có chút do dự nào mà nhận định rằng ngay cả nhị vương tử chính là nghi phạm lớn nhất Lúc này, điều duy nhất khiến cho hắn có thể tin rằng chu nhận cận không phải là hung thủ, chính là vì Dương Lăng quá hiểu về con người của gã ta. Đó liệu có thể làm bằng chứng được hay không đây? Lẽ nào nghi phạm giết người nhất định chỉ giới hạn trong số ba người đó thôi sao? Thế tử có vô công, thế nhưng bản thân Dương Lăng cũng chẳng hay tỏ. Những người trong hậu cung của thuộc vương và cả đám khách mời, ai nấy đều là những người có tiền hoặc có quyền, võ công đối với bọn họ mà nói là thứ chẳng đáng để khoe khoang. Lẽ nào ở đây không có một người nào có thể nhìn thấy rõ là họ có vô công hay sao. Dương Lăng đột nhiên nhớ đến chuyện tiêu diệt đô đô chạy. A-Âu, à, người cố thủ ngô đô đô, chính là một phụ nữ. Nhưng sức lực của ả à ta khỏe như trâu. Chiếc đinh ba thép trong tay của nàng chỉ cần xiên một cái là có thể nhấc bổng được một tướng lĩnh. A-Âu à, hung hãn hơn cả lưu lãng, chồng của mình. Nghĩ đoạn, Dương Lăng bất giác nói. Vậy trong đám số phu nhân thổ ti có người nào biết võ không không? Lục Chính nhìn Dương Lăng một cách đồng tình rồi nói: "Đại nhân, đám phu nhân thổ ti đó đương nhiên là biết võ công rồi, có thể giết chết Chu cô nương một cách nhanh gọn, thế nhưng sao Chu cô nương lại có thể cầm trong tay miếng ngọc bội của Nhị vương tử được?" "Đại nhân, xin ngài hãy yên tâm, chuyện này hết sức quan trọng, hạ quan không dám xử lý một cách hàm hồ, khiến cho người ta bị oan phải hận đâu." "Hiện tại tuy là Nhị vương tử đang bị giam, thế nhưng đó chỉ là nghi can giết người, vụ án này nhất định hạ quan sẽ phải điều tra có đầy đủ chứng cứ." động cơ rồi bẩm báo lại cho đại nhân được rõ Dương Lăng gật đầu rồi lại lắc đầu Thở ra buồn bã rồi đứng dậy nói Như vậy là tốt nhất Bổn quan làm phiền lục đại nhân đã lâu Xin được cáo tử ở đây vậy Cùng tiễn, cùng tiễn không sai đại nhân Lục chính chấp tay hành lễ Đoàn xe của Dương Lăng đã rời khỏi nha môn án sắp xứ Hoành tráng, uy nghiêm, tiến về hành dinh Dương Lăng ngồi trong kiệu Lòng đầy tâm sự, buồn bực vô cùng theo như tình hình nắm được từ chỗ lục chính thì chỉ là những tình tiết nghi vấn ngày càng hướng sâu thêm về phía Chu Nhượng Cận. Gã ta có thật sự là hung thủ hay không? Chu Nhượng Cận không phải là kẻ điên, động cơ giết người là cái gì đây? Dương Lăng cảm thấy vô cùng đau đầu, thất tử hung hãn tự hồ báo, giặc qua và đám hải tặc xảo quyệt hung hãn, hải quân Tây Dương quân lệnh nghiêm ngặt, man di phản nghịch y hiểm ngoan thủ, di lạc tà giáo, sơn tặc bá châu những đám người đấy Dương Lăng đều đã từng phải đối mặt Vậy mà lúc này đây khi phải đối diện với đống công án không đầu không cuối này Thì lại chẳng còn đường nào để mà xoay sở Nếu như là đánh trận thì còn quân địch quân ta phân chia rõ ràng Bảo vệ cảnh mật nghiêm mặt Nhưng hiện tại cơ bản là không thể tìm được đối thủ Ai ai cũng có thể là hung thủ Đột nhiên Dương Lăng vén tấm rèm cửa kiệu lên Ngô Hán Siêu lập tức thắng ngượng lại gần cuối người nói Đại nhân Dương Lăng nói nhỏ ngay lập tức phái người thông báo cho Liễu Biêu biết, yêu cầu gã không được về kinh, ta muốn gã đi điều tra cho ta một số người. Vâng, mặt tướng sẽ phái người đi ngay, đại nhân muốn điều tra những người nào vậy? Điều tra... Kẻ nào không khả nghi đây, từng cái tên không ngừng lướt qua trong tâm trí của Dương Lăng, cuối cùng thì hắn dành thời gian một tiếng rồi nói tiếp. Thôi, hãy gọi hắn đến gặp ta, chuyện này vài ba câu không thể nói cho rõ ràng được. Mà cũng trong lúc đấy đại nhân lục đại nhân không sai đại nhân đã đi rồi lạc phân ti khẽ kéo tay áo của lục chính rồi nói nhỏ lạc phân ti tên gọi là lạc Sam linh quan thiêm sự chính ngũ phẩm kiêm nhiệm phân tuần đạo của bảo ninh ám sát phân ti phân tuần đạo sứ được mọi người trong nha môn cũng như người dân gọi là phân ti đại nhân lục chính trao chặt đôi mày trầm ngâm suy nghĩ bị lạc phân ti kéo tay áo mới giật mình phát hiện ra mình vẫn đang đứng ngây người ở cửa nha môn y vội vàng ra lệnh Người ở đâu nhanh chuẩn bị kiệu cho ta Ngay lập tức đến vương phủ Nhanh nhanh lên nào Kiệu quan đến cửa nha môn Lục chính chỉnh lại mũ áo Nhanh chóng chui vào bên trong kiệu Vội vàng đi về hướng khác của con ngõ Trong phủ thục vương Chu Tân Hàn đang nằm trên phản Sắc mặt trắng bệch Chu Nhượng Hủ bưng bắt thuốc màu đen xỉ Nhấp thử một ngụm để xem đã nóng vừa đủ chưa Rồi mới đỡ phụ thân ngồi dậy Bón từng thìa cho ông ta Chu Tân Hàn uống vài ngụm nước rồi lắc đầu từ chối một cách khó nhọc. Thở dài mà lên tiếng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chu Nhân Hồ nói nhỏ. Phụ vương, xin người cứ an tâm dưỡng bánh. Đừng quá kích động. Hải Nhi sẽ không tin nhị đế lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhất định, nhất định là có kẻ vụ an giá họa rồi. Đúng vậy, phụ vương. Nhất định là có kẻ cố ý làm hại nhị ca rồi phụ vương không nên để cho lục đại nhân giải nhị ca đi như vậy chu tương nhi đứng bên cạnh cũng nói thêm một câu nàng vừa đau buồn vì cái chết của người tỷ muội tốt lại vừa cảm thấy bất công cho nhị ca của mình chu tân hàn cười khổ một tiếng lắc đầu mà nói vương tử phạm pháp tội như thứ dân nếu như quả thật nó gây ra tội ác tày trời như vậy thì quả thật không thể nào tha thứ được tính thành quận vương đâu rồi Chu Nhượng Hổ và tiểu quận chúa nhìn nhau rồi lúng ta lúng túng đáp lại. Quận vương đau lòng, ừ, chúng con đã phái người diều vương thúc về phòng nghỉ ngơi rồi. Thục vương nhìn ánh mắt của hai người bọn họ thì đoán được rằng chắc hẳn khi bản thân mình ngất đi, tính thanh quân vương đã làm náo loạn một hồi, cũng chẳng biết huynh muội hai đứa bọn chúng khuyên can như thế nào mà mới tạm thời định mọi chuyện. Chu Tân Hàn thở dài phượt một cái. Năm nay gia đình chúng ta xảy ra thật nhiều chuyện không hay. Ai hy vọng rằng lục chính có thể sớm tìm ra được hung thủ thật sự của vụ án này cẩn nhi tuy không phải là đứa có tài năng gì cả nhưng nó cũng chẳng có lý do gì để ra tay sát hại mộng ly lúc này một tên thế giám ra mặt nhăn nhau tựa như một con mèo vậy đang bước vào bên trong phòng nhỏ nhẹ mà nói vương gia án sát xứ lục đại nhân cầu kiến ồ cho ông ta vào à không tiểu linh tử cần phải mời cẩn thận mau đi mời ông ta vào thục vương vất vả ngồi dậy, dừng to lên mắt, vội vàng mà nói: lão thái giám đó tóc điểm trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, còn hơn thục vương tầm hơn 20 chục tuổi, thế nhưng tiên gọi thì lại rất trẻ. lão thái giám đáp lại một tiếng eo éo, rồi nhẹ nhàng nhanh chóng phụng mệnh đi ra ngoài. một lát sau, lão thái giám dẫn lục chính vội vàng quay trở lại phòng. lục chính vừa bước vào bên trong, đã gấp rút thành lễ nói: hạ quan lục chính xin chào vương gia. miễn lễ, miễn lễ, lục đại nhân. Vụ án có tiến triển gì chăng Lục chính định nói Thế nhưng lại ngừng lại Mắt nhìn sang hai bên Thục vương biết ý Bèn vội vàng nói Các người đều ra ngoài hết đi Tiểu linh tử Người đứng canh gác bên ngoài Thái y hậu cận trong phòng Cùng với đám tỷ nữ Đều lần lượt đi ra ngoài Chu nhượng hủ Mang chiếc chăn bông kê vào lưng cho phụ thân Rồi ra ý cho tiểu quận chúa Cùng đi ra ngoài Chu tương nhi khẽ chun cái mũi khó chịu lườm lục chính một cái khẽ vênh mặt rồi sẽ bước ra ngoài tiểu linh tử đứng canh bên ngoài cửa hai ống tay áo buông thõng dáng vẻ tựa ngủ mà tựa không ngủ cái dáng người nhỏ bé gầy gò tựa như một vết xước khắc ở trên cửa vậy nếu như không nhìn cẩn thận thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của lão tình hình thế nào rồi có điều tra ra được manh mối nào hay chăng thục vương run giọng hỏi tuy thường ngày thục vương gia không bằng lòng với đứa con này nó phong lưu tự mãn Không chịu làm việc đàng hoàng Thế nhưng dù gì thì đó cũng là cốt nhục của mình Hơn nữa thuộc vương trước giờ Luôn là bậc hiền minh cung lương Xét về nhân phẩm lương thiện mẫu mực Thì cũng coi như là người đứng đầu trong đám phiên vương Không giống như đám vương gia Của các nước sở, tề, tương, linh, đại Chuyên làm những chuyện thất đức Phá hại người khác Nhưng nay thì chuyện thật là tệ Con trai của mình trở thành tội phạm giết người Nạn nhân lại là, là con gái của một quận vương khác Thục vương gia lần này quả là đại họa rồi. Lục Chính cẩn thận mà đáp lại. Vương gia, vụ án này có quá ít manh mối để điều tra. Hạ quan vẫn đang nỗ lực mà phá án. Hiện tại vẫn chưa có được tin tức chính xác kìa. Thế nhưng ngỗ tác kiểm tra thi thể thì phát hiện ra một chuyện. Hạ quan Hạ quan nhận thấy tính quan trọng của sự việc này, cho nên nhất thiết cần phải bẩm báo trước với Vương gia. Hai mắt của Thục Vương bừng sáng, vội vàng lên tiếng đừng có ấp ba à, ấp búng, lúng ta lúng túng như vậy, nào, mau nói nghe xem, có phát hiện gì mới nào? Lục Chính vẫn cứ lúng túng trong miệng. Ừ, việc này Ngô Tác phát hiện ra ra cái này. Thục vương gia tức giận, đến đỏ bừng cả mặt, đấm mạnh một cái xuống phản rồi hét lên, "Phát hiện ra điều gì?" Lục Chính cúi gằm, nói thật nhanh, "Phát hiện chú cô nương đã đã có thai, hơn nữa thai nhi đã được hơn 2 tháng tuổi." Tiểu Linh Tử ở bên ngoài cửa nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy tin này thì toàn thân giật mình một cái, hai mắt mở to kinh ngạc. Một tia sáng thoáng lướt qua trong đáy mắt của lão, còn Thục Vương thì đã chết lặng cả người. Một hồi thật lâu sau, toàn thân ông ta mới bắt đầu run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp nói: "Có, có, có thai sao?" Ra là như vậy, thằng xúc sinh, thằng xúc sinh này, thằng xúc sinh loạn luân, nó, nó dám cùng với em họ trong tộc sao? toàn thân của thục vương mềm nhũn bỗng chốc bất động trên đống chân nệm lục chính lo lắng vội vàng chạy đến đỡ lấy lên thoáng mà nói vương gia việc này việc này không thể chứng minh được là do nhị vương tử gây ra hạ quan đã lệnh cho ngô thác giữ kín bí mật này rồi chuyện này cần phải được điều tra từng tấn thục vương cười thảm đáp lại không là nó thì là còn ai vào đây nữa đây mẫu thân của nó và tĩnh thanh vương là hai chị em ruột Hai đứa bọn chúng vốn dĩ là qua lại thân thiết với nhau từ lâu rồi. Chỉ có điều ta không thể tưởng tượng nổi, nó nó lại gây ra những chuyện trái với luân thường đạo lý đến như vậy, khiến cho tổ tông phải cảm thấy hổ thẹn. Trời ơi, thành danh nhất mạch bát thế của thuộc vương ta đã bị hủy hoại trong tay của cái tên tiểu súc sinh bất hiếu phản nghịch kia rồi. Lục Chính là bẩm mà nói, "Vương gia, hạ quan một đời quản việc hình ngục, những vụ án ly kỳ cỡ nào cũng đều đã gặp qua cả rồi." Hiện tại chứng cứ chưa được rõ ràng Xin ngài đợi hạ quan điều tra cho rõ Khi nào có bằng chứng xác thực Thì mới có thể nhận định được kìa Thục vương gia nước mắt lã trả rơi Thảm thương mà đáp lại Điều tra sao? Còn cái gì mà điều tra nữa đấy Thục hiển vương à, 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 Hiển vương sao? Gia đình ta chuẩn bị trở thành trò cười cho toàn thiên hạ này rồi Có thằng con như vậy thử hỏi ta con mặt mũi nào Mà đi xuống cửu tuyền Gặp liệt tổ liệt tông nữa đấy thuộc vương gia đau đớn đến cực điểm sắc mặt càng lúc càng trắng bệch khiến cho lục chính phải nhanh chóng chạy tới đỡ lấy vội vàng mà lên tiếng vương gia bất dẫn chú ý bảo trọng sức khỏe vương gia vương gia bỗng bên ngoài có một người cao lớn nộ khí đằng đằng đang bước đến đám thị vệ bối rối đi theo đằng sau muốn chặn lại thế nhưng lại không dám ắt hẳn thân phận của người này không đơn giản không phải là đối tượng mà chúng có thể đắc tội được gã giải bước xông đến trước cửa phòng Tiểu linh tử thấp bé Bèn dương cánh tay ra chặn lại Nhỏ nhẹ mà nói Tính thanh quận vương xin dừng bước lại Vương gia hiện đang không tiếp khách kìa Ta nhổ vào Tính thanh quận vương nhổ một bãi nước mọt Rồi nói tiếp Cẩu nô ta nhà ngươi Việc của chu gia nhà ta lại đến lượt nhà ngươi can dự vào sau Cút ngay cho ta Lão ta không phải đã tỉnh rồi hay sao Ta chỉ cần lão hiền vương đó trả lẽ phải cho ta Trả mạng con gái cho ta Tiểu linh tử cũng chẳng lau mắt vẫn điểm đạm mà nhẹ nhàng nói, "Quận vương ngôi giận. không có mệnh lệnh của vương gia thì ai cũng không được can dự vào bên trong, ừ, xin mời ngài về cho." Tính Thanh Quận Vương phẫn nộ hét lên một tiếng, một tay túm cổ áo của Tiểu Linh Tử. Thân hình của y cao lớn, với những người nhỏ bé thấp nhỏ như Tiểu Linh Tử thì thừa sức có thể xử lý đến hai tên, thế nhưng Tính Thanh Quận Vương túm cổ áo thật chặt mà Tiểu Linh Tử vẫn cứ bất động như một cái đinh được đóng lên trên tường vậy. Tính Thanh Quận Vương nổi giận vung tay lên đánh tát một cái thì đúng lúc đấy lại nghe thấy có tiếng nói mệt nhọc của thục vương là tĩnh thanh quận vương phải không tiểu linh tớ mời quận vương vào soạt một tiếng tĩnh thanh quận vương sải bước thoát một cái mang theo một cơn gió cuốn vào bên trong phòng thục vương chu tân hàn nằm ở trên tấm chăn nệm thở khó nhọc từng hơi mắt khẽ nhắm lại một lát rồi nhỏ giọng nói lục đại nhân cảm ơn ngài đã đến đây nói cho ta biết chuyện này ngài hãy lập tức về phủ có tin tức liên quan thì nhất định là phải bảo mật không được để chuyển ra ngoài nhất định nhất định dạ vâng vâng lục chính đứng dậy chắp tay hành lễ rút lui ra khỏi cửa phòng cánh cửa kêu ken két khép lại y đứng thẳng người trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại một thoáng qua thôi có thể nhìn thấy được đôi mắt của thục vương đang mở to một cái nhìn sắc lạnh một cảm giác chết chóc Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 138 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Và xin chào và gặp lại ở tập 139 à, Nếu bạn nào đợi được Thì đêm mình mới ra được 139 Vì thật sự các bạn đọc cái bộ này đến đoạn này nó Bản dịch nó hơi ấy, mình phải làm lại Làm rất lâu một bộ, lướt lâu Thì hơi lâu một chút, một ngày chỉ ra được hai tập thôi Mong mọi người thông cảm Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ